Vâng. Vâng, bên này thì là Pearl cho Son, bên kia là cho Son hit. Thì Pearl cho Son là và bên kia là cho Son hit đi, bên này là cho Son và Persian. Quân thì dễ đánh hơn cho bên bạn, nhưng mà đẹp hơn thì dành cho bên mình. Và bên họ thì là dễ đánh hơn, khi mình là hai quân thuần chém, bên họ có một cung tuyển hit đi. Nhưng mà này có Persian và trận này chúng ta cũng xem hình máy của người cầm Pearl. Chúng ta quay trở lại trận đấu thôi. Vâng, trận đấu mà tôi vẫn tương đối mệt. Và tôi sẽ cố gắng bình luận trận đấu này, bởi vì đây là trận đấu đấu chung kết của team Liên Quân ở trong trận đấu này. Một bài mà nó một thì đang là tương đối khỏe. Một bài mà sẽ có kích ở khoảng tầm cuối 9 của cầu thủ No 1. Vâng, có bãi quả. Bây giờ sẽ là BL. Vâng, BL. Và BM sẽ ở đâu? Vâng, sụt xây gần ông thần đây. Thôi, rồi ôi, vâng, xây gần thì lên đời gió sớm, khổ ông. Cầu toàn vãi trưởng. Tự dưng sang đầu 10. No 1 này đánh chả chuẩn chỉ ra. Bây giờ sẽ là kích đời. Như vậy là kích đời ở đầu 10. Nâng cấp giáp. Bây giờ thì là cái bé ăn vàng, anh Mèo thì sao? Và anh Mèo lên, ui dồi, anh Mèo lên đời siêu muộn. Nhưng mà mùa 1 thì tương, và mùa 1 tương, vâng, dường như là cũng rất, vâng, mùa 1 hình như là ăn chanh. Mùa 1 cũng không khỏe đâu. Quay trở lại với No 1 thôi.
số 3 dãy 7 ạ. Số 3 dãy 7 trận không phải. Đâu đâu. Vâng, bây giờ No 1 sẽ gặp nhà nào? Vâng, No 1 sẽ gặp nhà của... Như vậy là nhà cầm thủ màu 8. Vâng, màu 8 cũng đã có giò. Có thể màu 8 không phải dạng vừa. Vâng, lên khá sớm. Vòng 2 nhà BL đều ở trong tuần đầu tiên. Vòng bài 18 rất nhiều quả, các bạn nhìn thấy vòng bài cực kỳ nhiều quả luôn. Thế vậy thì dường như là No 1 đang muốn làm một tên mà chéo cánh, thế phải chéo cánh không? Vâng, có một chiếc nhà BP đi thẳng xuống góc 6 giờ. Vâng, lực của No 1 thì vẫn đang còn khá nhiều. Thì mình đang ăn một bát quả phụ. Vâng, đây rồi. Đây là nông dân ăn hoang của đối thủ mùa 1. Vâng, 3 con nông dân ăn hoang. Cái gì đây? Vâng, thế vòng 1 sang tận đây ăn. Vòng 1 sang tận đây ăn hoang. Vâng, dường như là vòng 1 không lên được đời. Vòng 1 dường như là không lên được đời. Vâng, anh ấy cho một con lạc đà vào, đúng rồi. Đã phá của anh là cho một con lạc đà vào, đúng rồi, nâng cấp đào vàng đi. Vòng 1 đã rất yếu rồi. Vòng 1 tơn mà vòng 1 chết khá nhiều dân. Anh ơi, để yếu em con lạc đà cái khổ. Vâng, đây rồi. Vòng 1 lại tiếp tục chết. Vòng 1 chết khoảng hơn chục dân. Vâng, trận này cửa thắng sáng ngời dành cho cặp đôi đến từ phim Liên Quân. Vâng, còn dân hay không? Đây là anh mèo. Vâng, anh mèo anh thẳng qua một váy. Vâng, không đánh được nhà 18. Cái 18 chắc là sẽ thủ phù thôi, cho son mà. Quay trở lại với game thủ No 1. Vâng, No 1 vẫn đang chém tươi vào nhà game thủ No 1. No 1 bây giờ mới lên đời. Một trận lên đời mà siêu muộn. Vâng, đây rồi, vẫn. Vâng, game thủ bên lớp thì không lên được đời. Vâng, Hitty trận này đúng rồi, rất nhiệt và không lên được đời. Vâng, chém, bây giờ thì có bắt đầu có ánh xe. Nhưng mà nhà No 1 cũng đang thủ rất tươi. Vâng, làm được con, vâng, làm được con đấy thì lại tươi. Vâng, có phù đến từ game thủ, vâng, có phù của game thủ cho son sáng đỡ hộ. Vâng, tên này sẽ làm như thế nào đây? Vâng, chắc chắn là bên này thì sẽ được bơm đồ. Vâng, game thủ Hitty sẽ bơm đồ để chảy những con, vâng, cung rồi. Vâng, bây giờ thì cung lọt vào bên trong. Vâng, cung nở ra bên trong thì cung nằm không được. Vâng, cứ bình tĩnh thôi. Bình tĩnh thôi, tham mình đang là to hơn rồi. Bên kia để cho son tham to nhưng mà chắc chỉ là tham của phù. Đây là anh mèo. Vâng, anh mèo bây giờ tham khỏe rồi. Vâng, cố gắng khỏe lên. Và anh mèo đánh cung à một váy khi đối đầu với người cầm Hitty. Đơn giản thì bài không biết không rồi. Quay trở lại bên đầu 1. Vâng, đầu 1 tham 32. Mà không nhầm thì chúng ta sẽ có một trận chung kết. Bên kia thắng bơm không? Vâng, thế trận đều ngay thì đang là tương đối khó khi mà không ai công được nhà của game thủ 18. Không công được nhà game thủ 18 mặc dù Hitty đã chết rất nhiều dân rồi. Và anh mèo không biết có đi cung được không? Đây là anh mèo. Không, nhưng mà anh mèo chết hơi nhiều cung trong tuần vừa rồi. Và anh mèo đi quân bình tĩnh thôi. Cứ bình tĩnh thôi, màu 1 đang hơi yếu rồi. Và đây lạc đà vẫn đang khá khỏe. Bên kia cho son chắc sẽ bơm đồ Hitty để có thể ra con cung rồi. Vâng, đây là con những con cung rờ của Hitty. Vâng, Hitty đang khá đông. Vâng, nhưng bây giờ một turn nó bắt quân đến từ game thủ vâng, một turn bắt quân đến từ game thủ No 1. Và No 1 khá đông lạc đà trong turn này. Vâng, có bắt được không? Có bắt được không? Vâng, rất đông phù đến từ game thủ cầm cho son. Vâng, có khi No 1 cần phải bơm đồ cho anh mèo để anh mèo có thể khỏe. Tôi nghĩ là cần phải bơm đồ đi, lượng cung A một váy của anh mèo không phải là quá đông.
Đây là N1, vòng N1 vẫn giữ tham được 34. Bên kia là cung, vòng bên kia chỉ là một nhà đánh thôi. Nhưng mà Văn Lớp sẽ được bơm đổ. Và cái gì đây? Vòng bịp. Vòng bịp tôi rồi. Vòng quân này là cá đông anh mèo đang dò đường đi quân của đối phương. Vâng, trận thi đấu này thì anh tôi nghĩ đây anh mèo đánh chém thì khả năng cửa thắng là sáng hơn. Vâng, quân đang là khá đông nhưng mà hình như là No1 đang bị ốp thì phải. Bắt đầu lên cung A2 váy. Vâng, cái gì đấy đánh hai cung A. Vâng, N1 đang chuyển cung A. Vâng, đây là một tên mà công đến từ game thủ bên phía của team Hà Nội. Một tên mà khá nhiều phù nhưng mình cũng có cung A một váy. Vâng, bắn hết được chỗ phù là khả năng tham sẽ đè ngược lại. Vâng, bên kia phù được khá nhiều nhưng mà lượng cung đầu họ không phải là còn quá đông. Vâng, cũng có phù trong tuần này. Vâng, lùi. Vâng, lùi một chút ở trong tuần này, tham mai vẫn là ở 43. Vâng, hình như là anh chưa lên đảo vàng này, phải lượng vàng đang là hơi yếu. Vâng, bắt đầu nâng cấp đảo vàng. N1 thì bắt đầu chuyển những con cung A. Vâng, tiếp tục N1 này bắt đầu chuyển cung A. Nhưng mà thế trận thì vâng, trận này đánh chạy thực ra đánh hơi sai sách. Vâng, hai bên đều đánh chém. Sau đó thì N1 là chuyển người chuyển cung A. Khi mà nhà kín thì là một cái gì đó nó hợp lý hơn. Tôi nghĩ như thế là sẽ hợp lý hơn. Vâng, cung A. Vâng, bây giờ thì một công, một pha công rất nhiều phù. Rất nhiều phù kẹp cũng là hit. Vâng, khó rồi. Tương đối khó. Vâng, rất khó trong tuần này. Đây là mèo. Vâng, mèo phù được con lạc đại, phù được con cung R. Nó không có quá nhiều những tác dụng. Một trận thi đấu mà gọi là sai chiến thuật. N1 chém rất tốt thời điểm đầu. Nhưng mà vấn đề bây giờ thì là Hitty được bơm đồ để có thể hồi. Vâng, tham lai quá đè. Và quýt tỷ số là 3-1 dành cặp đôi của team Hà Nội. 3-1.